Dạ em Nhung xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là phiên buổi trưa ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024. Em Nhung xin kính chúc các anh chị có một buổi trưa vui vẻ, sưu tầm thật nhiều hoa lan đẹp cho khu vườn của mình nhé. Và số điện thoại cũng như là số Zalo để anh chị kết nối đơn hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và tất cả những đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển ạ. Các anh chị nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và ngày hôm nay thì hàng nhà em lại tiếp tục cập bến cho anh chị rất là nhiều những mẫu sản phẩm đẹp. Đây, cái lô Koki đang có nụ hoa này. Mấy hôm nữa em sẽ chào hàng cho anh chị cái lô này rất là đẹp luôn. Và có cả những dòng phi điệp này. Và hôm nay về thêm là những sản phẩm mới này. Em sẽ điểm danh qua cho anh chị một số những loại nhá. Kiều Vương Lộc Bắc này, rất là đẹp luôn. Lô hôm nay anh chị không chơi là hơi bị tiếc luôn. Và hôm nay về thêm một loại nữa, đó chính là Dendro vàng kim cương. Dendro vàng mắt đen mà hàng Tết năm ngoái em bán hoặc là những cái năm trước đây em bán cực kỳ là nhiều. Đấy, rất là nhiều mẫu mã hàng đẹp để anh chị sưu tầm trong phiên ngày hôm nay. Đừng bỏ qua cái video clip ngày hôm nay nhé. Và có cả những sản phẩm như phân bón, phân thuốc cho hoa lan ạ. Những sản phẩm này thì vô cùng là hữu ích cho hoa lan. Anh chị có thể đặt hàng trong quá trình đặt hàng thì báo em, bên em sẽ báo giá cũng như là tư vấn cho anh chị ạ. Và đặc biệt hơn là bộ sản phẩm máy tưới lan thì em vẫn đang sẵn hàng ạ. Máy tưới lan đang có chương trình là miễn phí ship toàn quốc nhé. Một bộ sản phẩm máy tưới lan này với 3 mẫu dài khác nhau, bộ 10m, 15 và 20m nhé. Cái này thì nhà em có chương trình là miễn phí ship toàn quốc và bộ 10m với giá 480.000 thôi. 15m là 530 và 20m là 580.000. Và tất cả các linh kiện này nhà em có bán kèm theo. Và đặc biệt hơn là chương trình cho anh chị là mua máy tưới lan được bảo hành cho anh chị trong vòng 3 tháng đầu tiên ạ. Lỗi một đổi bộ một trong vòng 3 tháng đầu tiên nhé. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm về những bộ sản phẩm máy này. Trong quá trình sử dụng có những cái bất cập gì bên anh chị cứ gọi điện cho shop bên em sẽ nhờ kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ xử lý ạ. Và đây hôm nay hàng về rất là nhiều loại thì em sẽ xin phép đi luôn vào những sản phẩm ngày hôm nay luôn nhé. Kiều Vương Lộc Bắc là một trong những dòng kiều, nó là mặt hoa quá là đẹp luôn. Thứ nhất là vòi hoa nó dài, thứ hai là sai hoa. Người ta gọi là ví là đẹp như nàng kiều. Cái lô kiều hôm nay phải nói là chất lượng lắm anh chị ạ. Hiếm khi có lô kiều Lộc Bắc giờ, cái dòng kiều Lộc Bắc này nó gần như là nó cũng đã cạn kiệt dần rồi. Và cây của nó này, anh chị nhìn này, độ đanh của thân này, số lượng thân nó rất là nhiều. Em quay cho anh chị từng hình nhá. Anh chị thích hình nào anh chị bảo em nhé. Mã này là hình số 1 này, mã số 1 này. Một chậu kiều Vuông Lộc Bắc này, thân tơ nhiều chưa? Mà hôm nay em lấy hàng này hàng toàn bằng chậu nan nhựa nha. Toàn là chậu nan nhựa. Chậu này mắt nụ đây đã hơi sưng sưng rồi đây này. Thân tơ rất là nhiều nha. Chậu này em để cho anh chị với giá là 190.000 này. Mã số 2 kiều Vuông Lộc Bắc này, chậu này thì nhiều thân hơn, to cao hơn. Đấy, 210.000 đồng mã số 2. Mã số 3, ủa ôi bụi này tròn xoe luôn. Nhiều chưa? 230.000, rẻ nhờ. Giờ một chậu kiều Lộc Bắc rẻ, trước đây cái chậu này phải 350. 230. Mã số 4 cũng là một chậu kiều Lộc Bắc, chậu này thì nhiều thân và cỡ thân giả hành rất là cao. Cao to đẹp dai luôn nhá anh chị ơi. Chậu này cũng 230 này, mã số 4 này. Mã số 5 kiều Lộc Bắc này. 200.000 thôi. Nhiều thân, thân tơ nhiều mầm gốc thì thôi rồi luôn. 200, mã số 5. Mã số 6 này, đây đẹp chưa? Nhưng mà nhiều thân nhưng hơi lùn một chút. Để cho anh chị chọn này. 200 mấy nhỉ ta? 220.000. Số 6. Số 7 này. Giò này to, cao, đẹp dai. 220. Số 8. Trời ơi, chỗ này vĩ đại, to nhiều thân quá. 206. Xòe to chưa? Số 9. 230.000, nhiều thân tơ, mầm lên rất là đẹp. 230. Và số 10. 220.000. Đấy, tổng cộng có 10 giò kiều Lộc Bắc nhá. Hôm nay hàng VIP lắm anh chị ạ, hàng hôm nay VIP. Nên là em cho anh chị xem hình cho nó dễ chọn hơn. Cây đẹp lắm. Dòng này chơi hoa Tết thì rất là tuyệt vời luôn ạ. Kiều Vuông đột biến ạ, cái dòng kiều Vuông đột biến này thì nó là chỉ dòng hàng sưu tầm thôi. Để mà nói thì bình thường em thường bán chậu nhỏ, nhưng lần này là em về cái chậu size to. Em còn hai chậu cuối cùng và cái hai cái chậu này thì bây giờ thì nó cũng còn hai chậu cuối thì em cũng sẽ giảm giá cho anh chị nhá. Hôm trước thì một chậu kiều đột biến này giá từ 400 đến 420 nhá. Hôm nay cái chậu này em sẽ xả cho anh chị này.
Chậu này em gọi là chậu số 1 này, số lượng thân rất là nhiều. Cái này là ghép từ hai chậu nhỏ vào đấy, mà một chậu nhỏ thì anh chị mua được trước đây đã là 250 rồi. Và hai chậu thì là 500. Nhưng các anh chị mua một chậu này thì nó tương đương với là một chậu to bằng hai chậu nhỏ, thì nó với giá em xả cho anh chị chỉ có đây, cái lá này nó hơi kiểu như là cháy lá. Em để cho anh chị chậu này với giá là 330.000 nhá. Hôm qua em còn bán 390, hôm nay xả anh chị 330.000 này. Chậu số 2, chậu này to hơn và hàng này là 420. Hôm nay em sẽ sale cho anh chị chậu này với giá là 370.000 nhá, 370.000. Còn hai chậu kiểu đột biến cuối cùng thôi ạ. Kiều tím yên tử và là một trong những dòng kiều được rất là nhiều anh chị sưu tầm, và hôm nay thì lô kiều tím này nhà em lại về đấy anh chị này. Kiều tím lần này thì cây của nó đanh hơn lô trước đây. Em nhớ cái lô đầu tiên về kiều tím nó chỉ bé xíu bằng cái mầm này thôi mà đã rơi tầm 130 rồi ạ. Lô này nhỉnh hơn có 20.000, 150.000. Mà cái cây của nó thứ nhất là chiều cao, cây của nó cao hơn. Thứ hai là nhiều mắt nụ đã đanh đanh này. Có những mắt nụ gọi là mắt đã sưng thế này rồi, là sưng nụ hoa này. Đấy, chuẩn bị đã đơm ra những cái mắt nụ rất là đẹp. Và cái kiểu tím yên tử này thì rất là hút hàng nhà em luôn. 150.000 đồng một chậu thôi anh chị ạ. Hàng nhiều thân nhá, hàng đẹp nhá. Và sang bên đây là cây kiều mỡ gà. Mỡ gà là một cái dòng kiều của nó, là mặt hoa thì rất là xinh. Trong các bộ danh sách các mặt hoa thì em thấy là kiều là cái dòng hoa mà vòi rất là dài và đẹp. Đây anh chị ơi, một chậu kiều mỡ gà nó tương tự như thế này. Đấy, như thế này này. Hoặc những cái hậu nó như thế này. Đấy. Này, anh chị nhìn cái mắt nụ của nó đã sưng sưng chưa ạ? Kiều mỡ gà nhá. Em để cho anh chị với giá cũng 150.000 đồng một chậu kiều mỡ gà thôi. Đây, cái lô này mới về đây anh chị ạ. Mới về đấy ạ. Mới hết từ hôm trước mà phải đợi hàng về mới có. Đây, hôm nay hai cái dòng kiều này rất là đẹp để anh chị sưu tầm đấy ạ. Hàng tiếp theo thì em sẽ lên cho anh chị một cái siêu phẩm Dendro, đó chính là dòng Dendro vàng mắt đen ạ. Loại này trước đây á, giá thành cực kỳ là cao. Nếu mà cách đây tầm 3 năm trước thì nó sẽ là dòng bán theo thân. Ví dụ như cái chậu trước mặt mọi người đây là một cái chậu thân cực kỳ là dài. Và thời điểm đó thì một thân nó giá trị đã là 350.000 một chậu rồi. Đây này, người thực việc thực nhá. Cây này của khách nhà em nhá anh chị nhá. Cây vàng mắt đen này là bông nó rất là to, hoa màu vàng tươi đẹp lắm, bông cánh dày mà rất là bền, hoa nó nở gần như từ gốc lên ngọn. Cái cây này ngày trước khách chỉ mua một thân một thôi ạ. Cái thời điểm đấy anh ấy mua 350 ạ. Đợt vừa rồi là anh đấy, đây này, cái đợt năm 2022, cách đây 2 năm thì anh này anh đã gửi ảnh cho em là anh ấy trồng sang một cái chậu to đùng rồi này anh chị này. Đấy, và hoa của nó đây đẹp lắm. Cái loại này là đúng là dòng này á, nó là một cái dòng sưu tầm rất là đẹp luôn. Hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị những cái chậu Dendro và mắt đen, giá rất là bình dân thôi nhá, giá bình dân thôi. Cả nhà nhìn kỹ cho em tình trạng cây này. Đấy, em sẽ quay theo từng hình, có chậu cao, chậu thấp, số chậu nhiều thân, ít thân. Đây ạ. Chậu này em ký hiệu cho anh chị chậu số 1 nhá, trước đây 350 thì bây giờ đây. Chậu này này đang lên kỳ ở trên thân này. Đấy. Anh chị ơi, nếu mà anh chị nhân giống những dòng Dendro này phải để cho nó đẩy kỳ cho anh chị nhân giống ra. Một chậu này thân dài, thân này phải dài đến 70 cm mất. Chậu này em để cho anh chị 140.000 này. Mã số 1 nhá, một thân nhỏ này. Thân nhỏ này nó gọi là người ta cắt tại ươm kỳ rồi, còn thân này dài thôi, 140.000 thôi. Mã số 2 này, Dendro vàng kim cương số 2, mã này thì thân tơ nó đã dài như này. Hai mầm này. Anh chị nhìn cho em hai mầm tơ nhá. Đây, thân này cũng là thân tơ chưa hoa đâu, tổng cộng đây là 3 mầm tơ luôn. Chỗ này để cho anh chị với giá là 220.000. Mã số 2, 220. Mã số 3 này. Thôi, chỗ này lên nhiều kỳ chưa? Tha hồ chơi kỳ. Nhiều kỳ, nhiều mầm đó. Chỗ này để cho anh chị 200.000 này. Mã số 3, Dendro vàng kim cương. Mã số 4, Dendro vàng kim cương. Quá là trời, nhiều thân luôn. 4 thân tơ luôn, à 5. 2 thân tơ dài này, thắt ngọn này, còn 3 cái mầm gốc dài đó. Tổng cộng là 5 thân. Chỗ này để cho anh chị 260.000. Hàng này Tết năm ngoái vẫn bán 330, 350 một chậu. 260 thôi. Mã số 5, Dendro vàng kim cương. Cũng tương tự như thế này, nhưng mà thân này nó không được mập bằng cái thân kia. Dòng này nao ra hoa nó cũng sẽ kiểu như thân nó hơi tốt một tí, nó bắt đầu nó đẩy nụ hoa. Chỗ này để cho anh chị 240.000 này. Mã này mã số 5. Mã số 6, Dendro vàng kim cương. Ôi dồi, thân này siêu VIP luôn. Đây này, lên kỳ này. Lên kỳ, lao cái kỳ này nó lễ dễ dàng. Anh chị lách ra, lách cái kỳ ra trồng lại cho em. Lách cái kỳ này ra nhá, thân vẫn cứ để nguyên. Đấy, thân mầm gốc đây. Mầm gốc dài như thế này rồi này. Đây, cái mầm gốc của nó đây này. Đây là cái thân thắt ngọn này. Thắt ngọn nó sẽ vàng lá, nó rụng lá. Cây này cũng thế, nó thắt ngọn rồi. Chỗ này để cho anh chị với giá là 220.000.
mã số 6. Mã số 7 này rất là VIP này, vừa dài và VIP, hai thân dài. Thân kia nó lên kia trên thân nào anh chị lách được rồi, ba thân đều nhau nhá. Mã này để cho anh chị với giá là 260.000. Mã số 8. Cái này cũng nhiều thân nhưng mà nó hơi ngắn một chút. Đây. 200.000. Mã số 9. Cũng 200.000. Và mã số 10. Dài hơn. Đây này. Ui dồi ôi, cái mầm này lên đẹp chưa? Này mầm này, đây là thân này, thân ngọn này. Tổng cộng 4 thân. Mã này 220.000. Tổng cộng có 10 chậu đen đô vàng mắt đen nha. Đai châu rừng ở hôm nay đây em có một số những mã châu rừng cây cực kỳ là to. Thì em xin phép sẽ quay theo từng hình, mà anh chị nào yêu thích hình nào thì bảo em nhé. Hình này là mã số 1 này. Mã số 1, một cây xếp V, cây châu rừng lá dài rất là to. Này anh chị nhìn này, xếp đều tăm tắp, chỉ có mỗi cái lá gốc này nó hơi vàng. Thì cái này khả năng là nó sẽ khó giữ. Những cái vàng lá gốc là nó sẽ bị rụng lá gốc, còn đâu cây xếp V rất là đều. Cây này to đùng luôn, này lá dài lắm ạ, to. Em để cho anh chị cây này là 150.000 nhá, to đùng luôn. Mã châu rừng số 2 ạ. Mã này thì nó hơi khuyết cái lá chân một chút xíu ạ. Mã này để cho anh chị với giá là 90.000 nhá. Cây to lắm anh chị ạ, 90.000 một cây. Mã số 3, cây này thì bị lỗi rồi này. Cây là bị lỗi lá rồi này. Cây này để cho anh chị 40.000. Con này ngọn vẫn bình thường nhá, cấy một cái lá bên dưới cạnh, 40.000. Mã số 4, châu rừng này. Con này to này, bản lá cũng rất là to luôn. Con này bản lá cần 4 ngón tay chụm lại đây. Con này để cho anh chị 160.000. Mã số 4. Mã số 5, châu rừng siêu to đùng luôn. Con này to lắm anh chị ạ, 170.000 nhá, to vĩ đại luôn. Mã số 6, châu rừng 100.000. Mã số 7, châu rừng, con này to nhưng mà lỗi một bên lá này, 130.000. Và mã số 8, con này rất là to đùng, 180.000. Con này gặp lá, gốc vẫn còn đẹp nhá. Đấy, tổng cộng có mấy con châu rừng, toàn châu to rồi. Đây là châu hoa màu trắng tím, hoa rất là thơm và nở hoa vào dịp Tết nhá. Lý dọn vườn một số mã hàng này. Thứ nhất là em có một chậu đen đô xuân này. Chậu này thì rất là to. Nó lên cả ki này, lên cả mầm gốc dài này. Chậu này để cho anh chị 90.000 nhá. Chậu này là Tết năm ngoái là em bán cái hàng hơn 200. Nhưng căn bản là cái chậu này nó lại lên ki nên em để lại ở vườn, giờ nó dài nên rồi. 90.000 đây, đây là hoa tím đậm này. Mã thứ hai là có một chậu trầm rồng đỏ đang lên mầm gốc, chậu này 30.000. 30.000 chậu trầm rồng đỏ này. Mã số 3 là một chậu đùi gà tròn, đây cả xuống lá cả đang lên mầm đây. Chậu này để cho anh chị cũng 90.000 nốt này. Gà tròn thuần nhá. Và mã số 4 là một chậu đen đô xuân. Rất là nhiều thân. Cũng 90.000 nốt này. Hôm nay em có mấy chậu đen đô và chậu dọn vườn thanh lý này. Lan quân tử, một trong những sản phẩm hoa lan mà đem lại cái ý nghĩa phong thủy rất là cao, thu hút tài lộc chính là nó đây anh chị ơi. Hôm nay thì em lại về thêm một lô lan quân tử nhá. Và lô lan quân tử đợt này thì nó là dòng lá ngắn nhá, cây lá mít, lá ngắn và lá nhăn nhá anh chị nhá. Nhăn rồi, anh chị nhìn này, lá nhăn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và một cây lan quân tử lá xếp hôm nay thì giá anh chị mua hôm nay thì cực rẻ Em để cho anh chị có 70.000 đồng một chậu thôi ạ. Bình thường lô trước là 85.000 một chậu. Hàng này hôm nay để cho anh chị kỷ niệm là 70.000. Tối hôm qua em bán một lô, hôm nay chỉ còn số lượng gần chục chậu thôi. Loại này không mua nhanh là hết, bởi vì lô này đang có chương trình ưu đãi ạ. Và cái tiếp theo bên đây thì em xin giới thiệu cho anh chị đến sản phẩm Dendro hoa trắng tinh. Nó có tên gọi là trắng ruby ạ, ruby trắng. Dòng này thì nó là một trong những sản phẩm Dendro trước đây là bán theo thân. Chậu hôm nay nhà em là hàng chậu to nhá. Mà loại này thì em bán là giá 300.000 một chậu cơ. Hôm nay thì em còn số lượng ít, và cũng như là chương trình chiên khách hàng giảm giá cho anh chị cái lô Dendro trắng ruby này. Một chậu trắng ruby đẹp, toàn bộ thân tơ như thế này, hoa Tết năm nay. Em để cho anh chị với giá là 280.000 thôi nhá. Em còn 6-7 chậu, em giảm giá cho anh chị 280 ạ. Đai châu Super Red ạ, một trong những dòng đai châu của nó là màu hoa siêu đỏ đậm. Lô đợt này thì rất là rẻ, đến nỗi ở khách hàng của em mua lô trước đây còn thắc mắc là sao hôm trước em bán cho chị đắt thế. Thú thực là lô này là nhà vườn người ta đền cho em cái lô hôm trước nó bị hỏng. Em có nhập được một cái lô hàng trước đây nó bị hỏng ấy, xong là người ta đền cho em, nên cái giá hôm nay á nó rất là rẻ, dễ nỗi là cái giá em bán ra còn rẻ hơn cả cái giá là lần trước em nhập vào. Nên là nhiều anh chị có thắc mắc là do tại sao là như vậy, là như thế ạ.
Đây, lô này em còn tầm hơn chục chậu thôi. Cây rất là to, hàng to này, hàng hôm trước 390, hôm nay có 290.000 thôi. Cây này là hàng hoa Tết nha, Supret siêu to đùng luôn. 290.000 đồng một chậu, cây siêu to đùng. Đấy. Còn sang bên là hồng cánh sen. Hồng cánh sen hàng này là hàng size vừa vừa nhỡ nhỡ. Hàng này 150, nhưng hôm nay còn ít 246 chậu để cho anh chị 130. Còn anh chị mua sang cái hồng cánh sen loại này là loại VIP hơn này. Loại này là loại 250 của em. Nhưng mà lô đợt này mua được rẻ nên là bán cho anh chị có 190 thôi. Lô là lô 190 này, lô là lô 130 này. Đây nha, cầm một cây cho anh chị so sánh nhá. Cây 130 này tất nhiên là nó sẽ bé hơn cây 190, và thứ hai cái bản lá nó cũng không to được bằng. Bản lá này to hơn này, bản lá này bé hơn. Đấy. Còn đai châu trắng nhá. Hồ điệp thái thơm nhá. Hồ điệp thái này thì cái mặt hoa của nó rất là nhiều, nhiều mặt hoa đa dạng anh chị ạ. Đây chỉ là một cái bông bói ra thôi. Đây chỉ là một trong những mặt bông bói ra, bông hoa của nó đây. Đấy, và đây đã là hoa bói, chắc chắn là nó sẽ không thể nào thể hiện được vết cái vẻ đẹp của nó. Nhưng bông hoa này nó cũng rất là xinh này. Hoa màu trắng này, cánh viền xanh xanh này, đẹp trên như kiểu chớp chớp ạ. Và hồ điệp này thơm lắm ạ. Nó là dòng lá bóng nha anh chị ơi. Lá rất là bóng, lá rất là to. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị hình số 1 này với giá là 220.000. Cái này thường người ta sẽ ghép lên bảng dớn mà người ta thòng như thế này. Cái này chơi cả thân lá và chơi cả hoa. Mã số 2 nhá. À, mã này mã số 2 H2. Mã này là hai con, một con mẹ và đẻ ra một con to, con. Mã này em để cho anh chị với giá là 240.000 ạ. Mã H2 là 240.000 nhá. Mã H2. Tiếp theo là mã H4 ạ. Mã H4, con hồ điệp thơm này với giá là 220.000. Một con lá bóng tiếp theo. Đấy, cái này ghép vàng sớm luôn rồi nha anh chị, về treo thôi. Mã H5 cũng là một con, 220.000. Con mã H5 này, 220 này, cả nhà nhìn cho em này. Một con này hang hai ngồng nụ, 220.000. Và mã H6 cũng 220.000. Tổng cộng có vài chậu. Đây là hồ điệp thái, lá bóng, hoa thơm. Mặt hoa thì đa dạng lắm, em vừa gửi cho anh chị những cái mẫu hoa mà nó có thể sổ ra. Và kế bên đây là những chậu trầm tùng đỏ này cả nhà. Phải nói là trầm tùng đỏ tầm này đây em đang bán với số lượng nhiều rồi đây anh chị ạ. Bởi vì nó đang vào cái đạo độ của nó, mầm của nó rất là mập, rất là đẹp. Thân của nó cũng khá là đanh rồi. Chậu trầm nhà em thì nó rất là nhiều thân, anh chị nhìn cho em này, nó nhiều đầu chưa. Hàng này hoa Tết. Nhưng mà bây giờ anh chị mua thì anh chị về trồng là vừa. Bởi vì một cái chậu to này anh chị về có thể sang chậu chia làm 2-3 chậu. Và đến cuối năm thì nó sẽ dài, nó thắt ngọn ra. Và mua bây giờ nó rẻ hơn, chỉ có 130.000 đồng một chậu trầm đồng đỏ thôi. Đấy, anh chị tranh thủ mua, đợt này thì giá rất là rẻ đấy, 130 ạ. Dendro nắng chớp bịp ạ, một trong những dòng dendro chớp đột biến. Dòng này hoa của nó rất là bền và rất là sai bông. Em ký hiệu đây là mã số 1 này, một chậu chớp bịp. Này, cây của nó đang chuẩn bị nhú nụ ở trên đầu ngọn này. Đấy, 200.000, mã số 1 ạ. Hôm nay chớp bịp anh chị mua 2 chậu em bao ship nhá, duy nhất hôm nay nhá. Mã số 2, 210.000 đồng, cây này cũng đang nhú nụ này, 4 thân luôn. 201, lô này cây tơ đẹp lắm. Mua 2 chậu em bao ship, hôm nay em còn ít em sale cho anh chị. Mã số 3, mã này 170.000 này. Con này thì vừa rồi ra hoa, mặt hoa thì chuẩn bị tàn rồi. Cái này thì bán cho anh chị 170 thôi này. Mầm tơ đang lên dài đẹp chưa. Mã số 4 ạ, cũng là một chậu chớp bịp đang lên mầm gốc này. Cây tơ 200.000, mã số 4 ạ. Mã số 5, 220, chậu này to đúng luôn. 220, cây tơ nhá, 220. Và mã số 6, 210.000 đồng, cây này cao to lắm. Nhiều thân nữa, 210.000 đồng mã số 6. Đấy, cứ mua 2 chậu miễn ship. Đấy, còn có 6 chậu thôi. Dendro xuân hôm nay em có 2 dòng giá rẻ này. Thứ nhất là dòng dendro tím đậm à. Dòng này xả 50.000 đồng một chậu, 50k một chậu, đang lên rất là nhiều mầm luôn. Đấy, 50k một chậu dendro tím đậm mà cánh sáp nha. Sang bên đây là dendro trắng chớp. Chậu trung bình nó sẽ là 4 thân, 5 thân cũng có. Đấy ạ, trung bình như thế này. Đây cũng có chậu 6 thân thì nó lùn lùn hơn. Loại này thì hoa của nó rất là đẹp, 45.000 đồng một chậu. Hôm nay anh chị nào lấy 5 chậu em tặng thêm cho anh chị một chậu nhá. Hôm nay nhá, duy nhất hôm nay 45.000 đồng một chậu, mua 5 tặng 1. Hàng này á, hàng Tết em bán hơn 100.000 một chậu cơ. Đợt này thì nhà vườn người ta xuất hàng giống cho mình đấy ạ. Hoa của nó sai hoa lắm ạ. Và đây là còn duy nhất một cây Brad Phượng Hoàng Lửa này, để cho anh chị 120.000. 120. Chậu 150 sale còn 120. À, cả nhà ơi, em còn duy nhất 2 chậu hoàng hậu hoa xanh nhá. Đây là clo mà hàng nụ em vừa rồi em bán với giá 280 đấy ạ. Còn 2 chậu này là 2 chậu cuối cùng, kể ra thì nó cũng hơi kém hơn một tí, thì em sẽ giảm giá cho anh chị này.
bình thường là chậu có một ngồng thôi, duy nhất chậu này hai ngồng người ta gửi cho em, nhưng mà cái chậu của nó lại cực kỳ là ít thân. Đấy. Đấy, các anh chị mà cứ chậu chú trọng hàng ngồng thì nó lại thành ra là chậu của nó lại lơ thơ ít thân quá. Chậu này nhá, loại này 280, hôm nay giảm giá chậu này bán cho anh chị với giá là 140.000 nhá, nửa giá luôn. 140.000 chậu số 1. Hoa này vẫn còn chơi được tầm khoảng chục ngày nữa, 10 15 ngày nữa. Chậu số 2 nhiều thân này. Chậu số 2 nhiều thân. Chậu này ngồng hoa dài chưa? Hoa này nó bền mà. Hoa này nó bền hoa mà chơi còn lâu phết đấy anh chị ạ. Đấy. Vũ Nữ Hoàng Hậu hoa xanh nổi tiếng là hoa dài. Có nhiều anh chị lấy cái nụ mà non quá là về còn bị thui cơ. Lần này em lấy cái nụ nó già ấy, nó già hơn nên là về nó nở hoa hoàn toàn, không có nụ nào bị thui luôn. Cái chậu này thì cũng đang lên mầm đẹp này. Chậu này để cho anh chị 200. Đấy, một cái thì giảm cho 140, một cái thì giảm cho 80.000 một chậu. Đẹp chưa? Có hai chậu cuối thôi ạ. Corat Koki á, hôm nay em còn 5 chậu em quay theo hình nhá, bởi vì cây nó to nhỏ, có một cây số cây nó sứt lá một chút. Cây này đầu tiên là cây số 1, nó đẹp này, không lỗi lá mà bản án nở rất là to, 150k. Mã số 2 ạ, cây Koki. Cây này lá xếp nhá, nhưng mà nó hơi xước lá tí. Cây này để cho anh chị 110.000 đồng. Cây số 2. Cây này nó cũng bé hơn cây đầu tiên. Cây số 3 ạ. Cây số 3 này, Corat Koki. Cây này cũng rất là to luôn, 150. Cây số 4, Corat Koki. Cây này để vận chuyển nó bị xước lá này, để cho anh chị 130 này. Lá xếp về rất là đẹp, lá xếp cút luôn. Và mã số 5, Corat Koki. Mã này cũng hơi xước một tí xíu, 110.000 đồng. Đấy, đây là những cái lô Corat Koki. Dòng này hoa cực thơm. Đai châu trắng ạ, em vừa về một lô mới này anh chị này. Cả một cái dàn đai châu hoa màu trắng tinh. Hoa thì rất là đẹp, rất là thơm. Dòng này là thuộc dòng đai châu Thái anh chị nhá. Cây hôm nay to và cây to đẹp lắm anh chị ạ. Lá ngắn đẹp. Và hôm nay em chia sẻ anh chị một cây đai châu Thái trắng to đẹp như thế này, giá là 150.000 một cây. Anh chị mua 3 cây em sẽ miễn phí ship nhá. 3 cây đai châu trắng hôm nay em sẽ miễn phí ship. Đây cả một cái dàn châu nhà em vừa về đấy ạ. Và tiếp theo bên đây thì em xin giới thiệu cho anh chị đến Lan Cát Lai Gia nhé. Lan Cát Lai Gia thì nhà em vẫn có chương trình là mua 3 chậu bất kỳ sẽ được miễn phí ship vận chuyển ạ. Và trong ngày hôm nay thì em xin phép giới thiệu cho anh chị đến từng sản phẩm mã Lan Cát. Tất cả những hàng này đã được phân màu hoa rồi và nhà em thì bán cát chuẩn giống cho anh chị nhé. Có những khách hàng mua giờ chơi hoa liên tục luôn, bởi vì cát nở quanh năm. Nhớ là cho cát ăn đủ nắng ạ, thì hoa của nó sẽ liên tục đấy ạ. Và bây giờ đang là cái thời điểm mà anh chị chơi cát phải nói là theo xu thế luôn á. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị đến từng loại lan cát trong ngày hôm nay ạ. Cát hắc tùng đỏ ạ. Lần này thì cái hắc tùng đỏ về chậu to lắm anh chị ơi. Đây em cho anh chị xem này, nhìn bụi của nó to và giả hành nó to chưa. Đấy, đẹp như thế này nhá, em để cho anh chị 220.000 đồng một chậu nhá. Không còn cái hình ảnh của cây lạ hắc tùng lô cũ nhỉ. Lô hắc tùng cũ nó bé xíu mà lá rất là bé, có 2 chậu thôi. Có 2 chậu hắc tùng thôi, 1, 2. Với giá là 220.000, hết hàng rồi đấy anh chị ạ. Còn sang bên đây là cây chớp ngọc 3 màu. Đây ạ, chấp ngọc ba màu bụi to, dòng này thì hoa nó thơm. Dòng hoa thơm mà bông của nó bông đại, sai hoa lắm ạ. Em bán cho anh chị với giá là 220 này, chấp ngọc ba màu 220.000, một bụi to đùng luôn. Em sẽ xả hàng cho mọi người cái đồ cái lô cát mắt rồng đỏ nhá. Hoa của nó là màu đỏ đậm ấy, hàng này hàng hôm trước em bán 130 nhưng hôm nay thôi. Lô này em còn ít, em xả cho anh chị 90.000 một chậu nhá. Em còn tầm khoảng 5-7 chậu rồi. Khổng tước đỏ hay là mắt rồng đỏ 70.000, à 90.000 đồng một chậu. Vàng lưỡi đỏ này, bông của nó rất là to luôn. Loại này 120 một chậu, giảm giá 120. Còn tiếp theo là cây red đỏ này, loại này xả 100.000. Tất cả những loại này đều là 130 đấy, giảm giá đấy. Còn một cây này là cây đỏ son hay là đỏ Ấn Độ. Loại đỏ son này thì còn một cây thì em để cho anh chị 90.000. Cây này cũng 130 hôm nay còn 90.000. Đấy, sale nhá. Đây là mấy cái mã sale. Những cái mã sale giảm giá này rồi ấy, thì anh chị phải mua 5 chậu em mới miễn ship nhá. Còn mua những cái cát mà nguyên giá thì sẽ giảm 3 chậu. King Koran đổi màu ạ, bụi cực kỳ là to cả nhà ơi, cực kỳ là to. Loại này thì bông nó thơm lắm. Em có vài chậu thôi anh chị ơi, không có nhiều ạ. Bụi to này em bán cho anh chị với giá là 220.000 đồng một chậu King Koran đổi màu. Cái vàng môi son này bụi lần này to lắm anh chị ơi. Wow. Anh chị nhà nhìn cho em này. Tranh thủ mua bởi vì hiếm có những cái lô nào về mà bụi nó nhiều thân như thế này lắm ạ. Dòng này dòng cát hay lá. Ôi chết rồi. Ồ cũng có bụi. Bụi to bụi nhỏ nhỉ. Người ta gửi cho em thì cũng thích bụi to bụi nhỏ đấy. Đây, cứ nhặt cho anh chị những bụi to nhiều thân trước nhá. Còn dính cũng dính 1-2 bụi nhỏ thôi. Còn đâu đa phần là đều đều nhau ạ. Vàng môi son này hôm nay 130.000 thôi. Còn dính có một bụi này nó hơi nhỏ hơn một tí nhưng mới giả hành lại cao.
bụi to thì giả hành nó lùn đấy, kiểu nó như vậy. Cứ nhập cho anh chị bụi to trước nhá, 130 thôi. Hàng này mà cho sang chậu to chắc chắn nó phải 200 đấy. Tiếp đến là vua dòng xanh, siêu nổi tiếng ạ. Vua dòng xanh này thì cực kỳ là nổi tiếng luôn nhá anh chị nhá. Cái vua dòng xanh này, hoa của nó màu xanh cốm ạ, cây của nó đang có mèo nhá. Mà cái vua dòng này rất là dễ ra hoa, màu xanh rất là đẹp, màu xanh cốm ạ. 200k một chậu này. Chậu to bự chưa? Mèo này. 200.000 một chậu vua dòng xanh thôi. Tiếp đến là em xin phép giới thiệu cho anh chị thêm một cái loại nữa, đó chính là cây cam lưỡi đỏ ạ. Dòng này lâu lắm mới về này. Cam lưỡi đỏ ạ. Bông hoa của nó là màu cam lửa với cái lưỡi của nó rất là đẹp. Và hôm nay bụi này là bụi size to nhá. Hàng này bình thường là 200 đấy ạ. Hôm nay để cho anh chị 170 thôi. Em về có tầm gần chục chậu để cho anh chị kỷ niệm 170. Hàng này hàng bầu to nhá, không phải hàng bầu nhỏ đâu ạ. 170k. Đây là cam lưỡi đỏ này. Vàng Juliet. Hôm nay sẽ về cho anh chị size bự nha anh chị nhá. Bình thường vàng Juliet em về size bé. Và cái lô size bự này ạ, bình thường mọi người ơi, mua với giá 200k cơ. Hôm nay cả nhà ơi về một cái lô phải nói là quá nhiều về vàng Juliet này. Hoa của nó là màu vàng, bông to lắm ạ. Màu vàng thì vốn dĩ nó rất là tươi tắn rồi ạ. Đấy, hôm nay để kỷ niệm cho anh chị trong livestream này nhá. Một cây vàng Juliet bụi to giá 170.000. 200 hôm nay sale 170 nhá. Ba chậu em miễn ship rồi nhá. Vàng Juliet là hôm nay em về nhiều, em có chương trình ưu đãi cho anh chị. Và đây là cắt thông số fan gold. Thông số fan gold là một cái chậu cắt mà hoa của nó màu vàng lưỡi đỏ. Còn 3 chậu duy nhất ạ. Hàng này em bán 150 một chậu, 150. Cái thông sofa này cũng là hàng bầu to nhưng bán cho anh chị 150. Taiwan Gold. Cả nhà ơi sang cái Taiwan Gold đi. Taiwan Gold là cái cây của nó là màu vàng lưỡi đỏ, cánh của nó chớp chớp đỏ đỏ rất là xinh. Cái lô này về nhiều thân phết đấy anh chị ạ. Đấy, Taiwan Gold này 200 à quên, 180 thôi. Em cứ nhớ nhầm cái giá của cái lô ngày xưa. Ngày xưa cái Taiwan Gold anh chị mua phải 220 ạ. Còn Taiwan Gold lần này á, nhập được cái vườn này giờ rẻ. Mấy lô này được nhập được vườn rẻ rồi ạ. Taiwan Gold hoa rất là đẹp. 180 thôi ạ. Đấy, mua 3 chậu em miễn phí ship rồi nhá anh chị nhá. Thuận buồm xuôi gió hay còn có tên gọi khác là cây Siret. Dòng này thì em bán rất là chạy hàng nên lý do tại sao lần nào em về đến đâu cũng hết đến đấy anh chị ạ. Loại này thường người ta sẽ kết tác phẩm. Cây thì thuộc dòng này là thuộc dòng cây thân thủ nhá, cây cao to nhá. Mà loại này cứ ghép 3 chậu đến 5 chậu ở một chậu to ấy, thì thực sự mọi người đến lúc mà nó nở hoa một cái tác phẩm nó tuyệt đẹp luôn. Chỉ có 60.000 đồng một chậu thôi. Đấy, giá em bao rẻ luôn anh chị luôn. Những cái cây thuận buồm này người ta phải bán 80 hay bán 60 ạ. Pen soda. Cái pen soda này thì nhà giá nó nhìn hơn loại kia 10.000 nhá. Bởi vì pen này là em lấy cái hàng VIP. Thứ nhất là chậu nó to nó đẹp. Đây cái pen này, thông thường cái pen nó chỉ cao tầm gang tay này thôi. Nhưng lô này anh chị ơi có những cây nó cao tận 2 gang tay ạ. Và chậu còn lô lùm nhiều thân ạ. Cái pen soda này là cái dòng hoa thơm. Nó ngang ngửa với bà liễu ạ. Pen và bà liễu là hai loại em bán chạy nhất và giá thành của nó là rất là bình dân rồi. 70.000 đồng một chậu pen soda nhá, hoa vàng lưỡi nâu nhá. Tiếp theo là bà liễu xưa đây. Hai cái cặp đôi này thì không bao giờ là thiếu nhau ạ. Hai cái cặp đôi này, đây bà liễu hôm nay cây tơ đẹp chưa anh chị ơi? Đẹp lắm anh chị ạ. Cây thì to đẹp. Bà liễu xưa hoa thơm, hoa trắng lưỡi tím ạ. Loại này em bán 60.000 đồng một chậu. Mỗi cái pen thì 70 tại vì bình thường pen nó lô bình thường nó thấp. Nhưng lô này em nhập vườn này nó to ấy, nó to hơn hẳn luôn. Hàng này chuẩn bị người ta sang chỗ to rồi ạ. Nắng 4 nở, bông hoa nắng 4 nở thì rất là to. Đây ạ, cái nắng 4 nở anh chị ơi, tình trạng cây ạ. Cây tơ đẹp nhá. 60.000 đồng một chậu nắng 4N. Pen chuối ạ. Đấy là pen soda sư, còn đây là pen chuối ạ. Pen chuối cũng là dòng hoa thơm và pen chuối cũng là hoa màu vàng. Dòng pen chuối này thân mập nú ú luôn nhá. Đấy. 60.000 đồng một chậu pen chuối ạ. Bà liễu lá tre ạ. Vừa rồi thì em giới thiệu cho anh chị đến bà liễu xưa, còn đây là bà liễu lá tre này anh chị này. Ui giời, sao lại có cái bụi to như này ta. Đây ạ. Một cái cây bà liễu lá tre thì cây nó vừa như thế này cũng rất là nhiều thân, 60.000 đồng một chậu. Đấy, hai cái dòng này đều là dòng hoa thơm. Thỏ xưa, thỏ trắng xưa, hoa thì rất là đẹp mà cây của nó lại to nha anh chị nhá. Thỏ trắng xưa 60k. Vàng mai 60.000. Ủa cái vàng mai này không nở hoa thôi, nở hoa sai lắm, 60.000. Hoa của nó là màu vàng tuyền rất là đẹp. Bò blue, trời ơi cái bò blue hôm nay về đẹp chưa anh chị ơi. Trời ơi mọi người ơi, bò blue phải nói là hiếm có cái vườn nào người ta xuất cho em cái bò blue nó đã đời như này đấy. Nó đẹp lắm anh chị ạ. Này. Đẹp dã man luôn, không còn điểm gì để chê đối với cái bò blue này rồi. 60.000 đồng một chậu. Đấy không phải là cây nào đẹp nó đem bán đắt tiền hơn đâu.
Tiếp theo là hoán long đỏ này. Cái hoán long này hoa của nó xoắn khá là đẹp. Đây bông này của nó bông bói. Cây của nó thì lô này của vườn này nó hơi nhỏ. Nên thú thật với anh chị là em nhập thì cùng một mức giá, nhưng mà cái lô này hơi nhỏ, em để cho anh chị 50k thôi. Còn hai cây hoán long Uraguan này. Uraguan tình trạng cây mướt mà mượt luôn, 60.000 đồng một chậu. Vàng lưỡi đỏ. Cái vàng lưỡi đỏ thì cây nó rất là mập nhé. Chỉ có điều là do vận chuyển cái lá của nó to, nó bị dập một tí xíu lá này. Còn thân của nó thì không có vấn đề gì. Thôi thì bán cho anh chị 50k, giảm giá cho anh chị 10.000. Đồng tiền hồng. Đồng tiền hồng này thì vô cùng là sai bông. Cây này đẹp chưa? Này có cả nụ luôn. Đồng tiền hồng sai bông 60.000. Ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ 60.000 đồng một chậu. Cây này cây đột biến, ba cánh vàng, ba cánh đỏ 60k. Rồng xanh 60.000 đồng một chậu, còn ba chậu rồng xanh thôi, bụi to nhiều thân. Móng rồng vàng cũng chỉ còn ba chậu này, cây đẹp chưa? Tơ mướt đẹp. 60k. Kinh ba này, đang có nụ hoa, cây kinh ba thì rất là cao. Kinh ba. Thôi hôm nay em cũng để đồng giá cho anh chị với giá là 60.000 nhá. Bình thường cái lô kinh này em nhập cao hơn đấy, 70 đấy. Thôi hôm nay đồng giá cho anh chị 60 cho nó dễ này. Đang có nụ hoa này. Tiếp theo là VK76 ạ. Cái dòng VK76 này thì hoa tuyệt vời luôn. Vòi nó sai mà bông nó đẹp lắm anh chị ơi. Cái này đi thi triển lãm hoa lan nhiều lắm ạ. 60k một chậu. Banana hoa thơm. Còn tầm 2-3 chậu gì đấy. Chậu nhiều thân 60.000. Kinh 10 bích. Ủa ôi, cái lô này cao to lắm anh chị ơi. Kinh 10 bích thì quá đã đời luôn. To đùng luôn. Này, cây nó phải cao 6-70cm. 70cm mất. Hàng này ghép tác phẩm thì tuyệt vời. 70.000 nhá. Kinh 10 bích này 70k. Đây là An Ba Xưa. An Ba Xưa. Cây cao thì ít thân, nhưng cây thấp thấp như này thì nó lại lùm nhiều thân này. An Ba Xưa 60.000 đồng một chậu. Cái dòng này thì vô cùng là siêng bông. Đây, hoa An Ba đang nở này. Đấy, sai bông lắm á. Loại này thì rất là đẹp mà sai bông. 60k một chậu. Vàng tia này. Mập chưa? 60.000 đồng một chậu vàng tia nhá. Đây, cây lùn lùn thì nó lại nhiều thân, cao thì ít thân hơn. Đấy, vừa rồi là những cái dòng Dendro nhà em hôm nay có nha. Anh chị đặt mã Dendro nào thì anh chị comment cho em. Mua 10 chậu tặng thêm một chậu và miễn phí ship nha. Đấy, rất là đẹp ạ.